Đấy, khi mà cấu hình nó hay cái gặp phải mấy cái lỗi linh tinh ấy, thì ở đây mình đổi lại cái tên sheet nó thành cái sheet 1 và mình chạy lại nha. Đấy, thì các bạn thấy rằng nó sẽ lấy ra được thông tin của name và major là ở cái row đầu tiên và row thứ năm ở trong cái file sheet này. Row đầu tiên này, row thứ năm này, 1 2 3 4 5 major ở đây. Bây giờ chúng ta sẽ thử với một số API khác, ví dụ chúng ta có thể tạo ra một cái split suite suite. Thì đây nó có mã luôn ở đây này, thì các bạn chỉ cần xem. Chúng ta thấy rằng là cái phần tạo nó sẽ bắt đầu từ đây. Chúng ta chỉ cần copy từ đây thôi. Thì trong mã của họ ấy, cái phần này là cái phần đọc file này, cái tip table này. Đó. Thì đây là cái đoạn code để chúng ta tạo ra một cái sheet mới. Thì nó bị đỏ là nó thiếu thư viện, thì các bạn cứ cứ auto import thì nó sẽ tự động import vô thôi. Thì bây giờ chúng ta chạy thử xem nó có tạo ra một cái sheet mới hay không, và nó sẽ in ra cho chúng ta thông tin cái split ID này. Khi các bạn chạy và bạn gặp cái lỗi access token scope thì các bạn sửa lại cái scope của nó trên này nha, các bạn chỉnh lại nó thành không cho read only nữa, thì chúng ta có quyền edit thì chúng ta sẽ chạy lại. Sau khi sửa lại mà chạy lại nó vẫn bị lỗi nữa thì các bạn nhớ lại lại xóa cái file store credential này đi và chúng ta